Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Diễn viên được chọn đóng vợ ba của Bá Kiến, phim Cậu Vàng gợi cảm thế nào? Sự xinh đẹp và gợi cảm của Băng Di khiến nhiều người kỳ vọng và một vai diễn ấn tượng cuốn hút của cô trong Cậu Vàng. Theo công bố chính thức từ đoàn làm phim Cậu Vàng, nữ diễn viên Băng Di sẽ đảm nhận vai diễn vợ ba của nhân vật Bá Kiến. Ngay trong buổi ra mắt bộ phim, màn đối đáp của Băng Di với nghệ sĩ nhân dân Triều Xuân, người đóng vai vợ của Bá Kiến, đã khiến nhiều người chú ý. Với ngoại hình xinh đẹp và nóng bỏng của Băng Di, nhiều khán giả tin rằng cô nàng sẽ làm được một vợ ba ấn tượng và cuốn hút. Trước Cậu Vàng, Băng Di được chú ý khi tham gia diễn xuất phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Ở phim đó, Băng Di cũng vào một cô bồ xinh đẹp, nóng bỏng và vô cùng quyền lực. Được biết Băng Di sinh năm 1990. Ngoài diễn viên, Băng Di còn được biết đến với vai trò ca sĩ người mẫu ảnh. Băng Di sở hữu một gương mặt với nhiều đường nét thanh tú cuốn hút cùng với một thân hình khá bốc lửa. Cô cũng được nhiều người hâm mộ bởi gu thời trang sang chảnh, thượng và sành điệu. Băng Di có một cuộc sống khá đẹp với vị doanh nhân Việt kiều vô cùng giàu có. Bạn trai cô là chủ nhân của một chuỗi nhà hàng bar ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt anh còn có mối quan hệ rất thân thiết với vợ chồng Ngọc Lữ Tăng Thanh Hà và doanh nhân Trung Tín, chồng của hậu Thu Thảo. Cận cảnh bộ đồ bơi gợi cảm giúp cô phô diễn trọn vẹn lợi thế vóc dáng gợi cảm nóng bỏng của Băng Di. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.